Xin chào anh em nha, chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì như anh em đã biết, cái con game chiến binh tối thượng này của chúng ta đến ngày 120 mở server là anh em sẽ được tham dự một cái sự kiện mới, binh đoàn lên server ở đây. Thì chắc nhiều anh em chưa biết cách chơi cái sự kiện này đâu, với cả cần bao nhiêu cái chiến lược để anh em qua được những cái ải này nha. Thì trong clip ngày nay mình sẽ giải đáp một số thắc mắc cho anh em. Đây, mình hiện tại cái lịch sử này mình qua được cái ải 2 sao với 3 sao này thôi, và mình đã rút ra được một vài cái kinh nghiệm xương máu như sau. Đầu tiên là về cách tham gia thì anh em phải làm hết những cái nhiệm vụ hàng ngày nha. Đến cái nhiệm vụ thứ 20 hàng ngày này, anh em sẽ nhận được một cái dương vật tư quân đoàn ở đây, mở ngẫu nhiên nhận được thẻ hoặc là key. Key để anh em tạo phòng, còn thẻ để anh em tham dự cái phòng đấy. Đây, key. Khi anh em vào đây anh em sẽ có cái phần là mở bảng chiêu mộ ở đây, mở quân đoàn thì anh em sẽ có các key ở đây. Key thì theo mình đánh giá là từ cái tầm chiến lực hai vạn đổ về ấy, à, 2 ức đổ về, chắc anh em quét được ải 2 sao thôi. Đây, tầm 2 ức này này, 2 ức đổ về nhé, thì anh em chỉ quét được ải 2 sao cả team nhá, team 7 người nhé. Đấy, trước mắt cần bao nhiêu lượt chiến thì hiện nay với 2 ức đổ về anh em chỉ quét được ải 2 sao thôi, ải 3 sao hơi bị khó luôn. Ải 3 sao thì chắc cần phải có một anh em nào tay to tầm 6 7 ức kéo những thành viên khác, kéo những thành viên khác 2 ức 3 ức hoặc là 5 6 ức thì gì mới kéo được. Cái đấy mình chưa test anh ạ, nhưng mà mình sau khi mình đánh qua thì thấy quái nó khủng, nó mạnh kinh khủng luôn. Nên là có một cái phần nữa là anh em phải xếp team nó chuẩn bài nha. Nên cả mình cũng hiểu một vài cái thông tin ở đây rồi, nhưng mà chưa hiểu qua thì anh em có thể xem ở đây này. Ở đây nó sẽ có các cái tình hình chiến báo, những cái con bot trong đây nó sẽ có những cái hiệu ứng gì. Đầu tiên là cái phần cổng dịch chuyển này thì anh nó có mô tả hết ở đây rồi. Cổng dịch chuyển anh em vào đây thì nó sẽ có cái đường cho anh em đánh bot này, dương vàng các kiểu này, dương bạc, đồ ăn tươi, đồ ăn hỏng, tiểu đội tiên phong, tiểu đội tinh anh và những cái skill của bot. Đồ ăn tươi thì cho anh em được buff tăng buff, đồ ăn hỏng nó sẽ đi bắp anh em làm anh em bị dính cái hiệu ứng, nếu hiệu ứng xấu đây bắt đầu từ 2 sao thì đi có hiệu ứng xấu đồ ăn hỏng đây. Khi mang thì mỗi lượt hành động giảm 20% HP hiện tại của toàn đội. Đồ ăn tươi thì mỗi hành động thì sẽ tăng 20% HP. Tiểu đội tiên phong, tiểu đội tiên phong là cái con quái màu xanh này này. Sau khi đánh bại tiểu đội tiên phong mình sẽ xuất ra ngẫu nhiên cái xác suất đồ ăn. Đấy. Cái bếp nướng này nữa, khi xuất hiện cái bếp nướng thì anh em đi vào đấy thì biến đồ anh hỏng thành đồ ăn tươi. Chỉ dùng một lần thôi nha, cho team của mình nha. Còn cái tiểu đội tinh anh này thì mình đã biết cái buff của con tiểu đội tinh anh này thì nó sẽ debuff vào cái người của anh em ấy. Nó sẽ lấy cắp hết tất cả những cái đồ ăn tươi hiện có trong team. Trong team của mình khi anh em đánh cái con bot này thì nghĩa là sao? Thì có nghĩa là nó là búp. Khi anh em gặp con bot này thì nếu anh em đang trên người có cái đồ ăn tươi thì anh em sẽ được giảm sát thương. Còn khi anh em có đồ ăn hỏng trên người thì bot nó sẽ tăng sát thương đánh vào anh em. Đấy, nó là lý do tại sao cái con tiểu đội tinh anh này nó búp cho bot mà anh em bắt buộc phải giết nó nha. Đấy. Bắt buộc phải giết con tiểu đội tinh anh này nếu mà anh em bị dính cái đồ ăn hỏng ấy, với cả anh em có đồ ăn tươi mà cuối cùng anh em gặp bốt thì cuối cùng nó vẫn thành đồ ăn hỏng thôi, và cuối cùng anh em vẫn bị tăng sát thương khi bốt nó đánh vào mình. Nên anh em bắt buộc phải giết con tiểu đội tinh anh này, mình nhấn mạnh là bắt buộc phải giết con tiểu đội tinh anh này bất kỳ một cái ải nào, ải 2 sao, ải 3 sao, ải 4 sao đi nữa cũng bắt buộc phải giết hết tất cả những con bốt tiểu đội tinh anh này. Tại vì sao? Tại vì bốt nó sẽ được tăng sát thương 40% luôn, sang ải 3 sao nó còn kinh khủng hơn nữa. Đấy, rất đơn giản dễ hiểu thôi. Ngoài ra anh em cố gắng ăn được thêm cái dương vàng dương bạc này tùy khả năng team 7 người của anh em như thế nào đó. Đấy, sau khi mình xem qua cái lịch sử thi đấu thì mình đã hiểu nó có một vài cái nó hiện lên ở đây này. Cái điểm chỉ số 1212 này là nó đếm ngược nha. Đây là tên đầu tiên này, tên thứ hai này nó bắt đầu nó cướp này, bóc lột này. Đấy, chưa có ai có đồ ăn gì ấy. Anh em chuẩn bị để ý nhá. Tơn thứ 1 này, nó đếm ngược ấy, đếm ngược tơn ấy. Bàn tay thối giữa đây anh ạ. Nhiều cái mình chưa rõ lắm, dần dần mình đọc lại thì mình hiểu rõ hơn. Anh em đọc lại là anh em tự hiểu mà, đơn giản, easy. Đấy, đếm ngược. Hôm nào có đồ ăn tươi là nó sẽ biến thành đồ ăn hỏng. Ví dụ năng trên người có cái bút đồ ăn tươi ấy, nhưng mà chưa có gì thì nó chưa hiện thôi. Nếu ví dụ như cái team xếp này thì nó buộc giết con này này để lấy được cái dương vàng này.
Nhưng mà cái team này đang xếp kiểu bỏ luôn đấy anh em. Chấp luôn. Chấp chấp bốt búp luôn. Dụ trên người không có cái đồ ăn gì thì hình như là không bị dính cái hiệu ứng ở có cái con bàn tay thôi giữa này. Còn nếu nó có đồ ăn tươi khác đúng không? Có đồ ăn tươi nó biến thành đồ ăn học kiểu vậy. Anh nhìn ra xem sao nha. Mô tả cái skill của cái con bot quán tinh anh này. Cứ bị thoát quá đà. Cứ sau hai vòng hành động sẽ lấy đồ ăn tươi từ người chơi gặp thủ lĩnh con đoàn nhanh nhất. Nó sẽ lấy đi mất đấy. Lấy đi mất anh ạ, chứ không biến thành đồ ăn hỏng nhá. Nó lấy đi mất, nó cướp, cướp luôn. Cướp luôn, cướp luôn. Sorry, sorry. Tưởng lại biến thành đồ ăn hỏng. Hình như mỗi một con bot nó lại bút một kiểu khác nhau anh em ạ. Đây sang bot 3 sao thì cái con tiểu độ tinh anh thì nó lại thành bút kiểu khác đây. Cứ sau mỗi hai hành động sẽ đưa đồ ăn hỏng cho người chơi gặp thủ lĩnh quân đoàn nhanh nhất và chưa đem theo đồ ăn hỏng. Mỗi con mỗi một cái ải ải 2 sao 3 sao khác nhau thì cái bàn tay thối giữa một kiểu bút lại khác anh em ạ. Chứ không phải là lỗi của mình mô tả sai đâu nha nha, mà mỗi cái bút bàn tay thối giữa ở những cái ải khác nhau nó sẽ là khác nhau. Đây này, ải 3 sao nó lại khác này. Cứ sau mỗi hành động sẽ đưa đồ ăn hỏng cho người chơi gặp thủ lĩnh con là nhanh nhất và đem theo đồ ăn hỏng. Ải 2 sao thì nó không đẩy đồ ăn hỏng vào của anh em mà nó chỉ cướp đi đồ ăn tươi thôi. Sang ải 3 sao thì nó bắt đầu đẩy đồ ăn hỏng vào người cho anh em, để khi anh em gặp bốt anh em sẽ bị bốt nó đánh tăng sát thương. Đây này, và 4 sao cũng vậy này, không những cướp đi nó còn đẩy cho anh em đồ ăn hỏng. Đúng không, mình không tả đúng mà sao chị nhầm lẫn đây rồi. Đấy, bây giờ mục tiêu của mấy cái anh em top trong server này là đẩy lên được cái ải 5 sao này, ải 5 sao trông nó khủng bố kinh khủng luôn, chắc quái nó trâu trâu chó. Ui cái này là gì đấy, ải cuối cùng ải 6 sao, cái con thủ lĩnh quân đoàn nó có một cái kinh, nó có một cái skill gì mới này, khi có hai hay hỗn nhiên đồ ăn thối trên sân bơ đớt sẽ hắt hơi một cái, một cầu thủ ngẫu nhiên mỗi lần hắt hơi phát chết luôn. Kinh thật, mạnh mạnh. Nhìn chung là cái chiến lược để anh em qua được 2 sao thì chắc từ 3B đổ về nhá, 3 ức ấy, 300 triệu ấy, không phải 3B nhầm, 3B 3 tỷ. Còn cái ải 3 sao thì mình nghĩ chắc tầm 4-5 ức. Full team 4-5 ức thì chắc mới quét được. Cái tầm chiến lược hiện tại này thì chỉ quét được ải 2 sao thôi. Anh em làm nhiệm vụ 2 sao hàng ngày để kiếm kiếm đồ, kiếm xu, kiếm xu và tiệm mua này. Trong tiệm này nhiều cái hay, nhiều cái hay xịn xò lắm. Cái này này, cái này này, 5.000 xu cả. Cái này cũng ngon này. 1.000 cái này mới được viên nhộng thần cách. Bắt phải. Ôi, cái này thì sao? Cái này mình có bao nhiêu cái rồi? Như mình có hai cái giấy nhỉ? Mình bỏ nhé. Wow, tay cái đai luôn. Hay có giấy thì sao đấy, giấy này để làm gì, dùng để giám định đá thần bí. Ồ à, đây công được cộng 4,2% này, ngon cho vào luôn. Cường hóa giám định đá thần bí. Ở thế cái vé đấy để làm gì nhỉ? Nó cứ vào mua nốt đã qua, đang có mấy trăm điểm vào mua nốt em. Nó thần bí này để làm gì ta? Mấy cái vé để làm gì nhỉ? Lại đai. Đai thì chơi cho con sèo đi.
Cái này làm gì ta? Cái này này dùng để giám định đạo cụ đá thần bí không thể bán. Đá thần bí ghép vào đây rồi thì còn làm được gì nữa không? Cái giám định này để làm gì ta? Mình thấy có mỗi cái phần cường hóa này mà. Đó. Gỡ. Thôi cái đấy để sau đi các bạn. Cái vé này để sau đi. Chuyên mục nó hơi đi xa một chút. Mới đâu ép này lên được lên đủ chiến lược. Wow, đủ chiến lược rồi anh em ơi. Nó lại tiếp thôi. Chịu khó tìm ai 2 sao tham dự kiếm đá nha. Kiếm xu đổ như đá mà chơi. Em nhìn thấy hai con Goku với Vegeta của mình đẹp không? Thì nó rất là đẹp, chỉ được cái đẹp thôi chứ yếu. Một mình con Vegeta nó cân hết. Chơi vì đam mê mà anh em, còn trọng mà yếu thì giờ này nữa. Xác định đổi đi đổi lại là thoạt rồi. Chơi nó vui. Nhìn cái team mà mình còn hứng thú chơi ấy. Nó còn hay chơi cái team mà mình à. Biết là nó mạnh nhưng mà mình ghét mấy cái nhân vật trong game ấy mình mà... chơi nó chán đấy nhỉ, đổi đi chơi nó khác nó hay ấy, được quả dấp tông ngon ring thấy không ring số kiểu ngầu đấy nhỉ. Chịu xó tiếp tục lấy đây này, 6 năm đi tiến lên. Con trường đấy mà không bảo kích nhờ, bảo kích nó là khác. Ring chết ngay. Đó, thiếu chiến lược của anh em ạ. À. Vậy thôi anh em ạ, à, clip của mình cũng dừng lại tại đây thôi. Với anh em nha. Hẹn gặp lại anh em vào clip sau. Bye bye.
mệnh này à, qua cái thứ điện này chưa? Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của con Nick này là ép cái con Goku Blue lên là khoảng 200 luôn. Cho nó mạnh thật luôn. Tung chưởng cho nó sướng. Đấy, con Dark Mao em luôn. Một mối đi rất lại. Rình nhưng mà không hiệu quả đâu nha. Anh em đừng có bui theo mình là toang ấy. Rình chơi nó đam mê thôi nha, nhưng thực ra yếu á, bui theo người này yếu lắm. Đã xác định chưa viên đổ là phải chơi nạp tiền cơ. Nạp tiền thì mới đua được với mấy em kia, hàng ngày phải nạp, hàng tuần phải nạp mấy trăm một triệu mới đua được chứ. Chơi phi ra nó đè cho, nhưng không nạp tiền không chơi được ve đỏ đâu. Mình dừng nạp và bắt đầu đuối ngay. Thiếu đá này, thiếu đá nâng cấp các kiểu, thiếu nguyên liệu tài nguyên các kiểu ấy. Chỉ có chơi phi ra thì ngắn đè tài nguyên thôi. Chuẩn bị đỡ một quả trưởng bảo kích đến từ vị trí của Goku Blue. Liệu anh có thể làm được gì? Không, chết hết rồi. Chết hết rồi. Trưởng sồn bảo kích 100%. Nhưng mà yếu xìu. Thôi các bạn, bye bye. Này, bye bye thật nha. Bye bye.